Mọi người ơi, mọi người ơi, thấy gì chưa, thấy gì chưa? Màu vàng sa mạc iPhone 16 Pro Max. Trời ơi, đây, đập hộp nha. Không biết có phải là người đầu tiên của Việt Nam hay không, nhưng mà hôm nay mới lên sóng được này. Xời, út xời, nhìn này. Út, trời ơi, nè. Màu vàng sa mạc, ôi cái màu thân thương biết chừng là. Một tê ghi xời. Unbox nha, ngay quả unbox này nha. Trời ơi, nhìn này. Ui, trời, sao nhìn nó dễ thương vậy trời. Ui, sao nó dễ thương vậy trời. Đấy, người ta bảo rồi, có tiền là hãy sống như một nữ hoàng mọi người ơi. Đập vào bản thân mình, đập vào bản thân của mình cho nó sang chảnh. Việc gì phải đập cho ai đúng không? Giống như một làng công chúa, hiểu không? Không ai yêu thương mình thì bản thân mình phải là yêu thương mình đầu tiên mọi người ơi. Trời, tuyệt vời. Tiện thể trong cái lúc này nhá, nhân dịp iPhone vừa về xong, em sẽ tặng cho 10 phần quà đầu tiên cho 10 khách hàng hay mua hàng bên nhà em một chai nước hoa Amethyst 19. Một mùi hương dành cho giới thượng lưu đại gia, eo ơi. Thơm lâu vãi đái luôn, xịt nhất đi tắm giặt thoải mái, bao test không lấy tiền cọc của khách. Bao test cầm chai nước hoa xịt thử cho em thơm, lấy ông thơm thì bờ om bom. Mà thơm lâu lắm, cách xa 15-20m vẫn ngửi thấy mùi luôn. Đây, chiếc 10ml sẽ có giá của nó là 220.000. Full chai nước hoa 50ml chỉ có giá là 1050, trên thị trường đang có giá là 1.800.000. Mua nhanh để số điện thoại cho em, bao test.